chào mọi người. Hôm nay thì chị đi chợ mua cá này là cá fish, là giống như cá bông lau Việt Nam mình vậy đó. Mua hai con cá tươi, một phao nó bán là 5 đồng 99, cái này là khoảng 10 phao 86 là coi như 65 đồng. Hai con này to lắm, như một con là hơn 5 phao á. Mình về thì hôm nay thì sẽ làm món cá nướng da giòn để đãi cho anh của anh Lâm với hai đứa em đó. Hai con cá tươi thấy ngon không mọi người ơi? Đó, bây giờ mình để ra đây để mình rửa. Đó, cá thì mình kêu người ta ở ngoài, người ta làm barbecue là nó dẹp ra như vậy luôn nè. Đó, về thì mình rửa sạch với giấm với muối. Cái con này thì to hơn một chút, con này thì đó, to lắm luôn đó, mọi người thấy không? Đó, bây giờ mình rửa nha. Bắt đầu mình rửa thì mình rửa bằng muối với giấm rồi để cho da nó sạch. Đó, giờ công đoạn rửa thì phải cho nó sạch, rồi sau đó thì mình sẽ ướp một chút xíu muối tiêu, mình lấy cái dao mình cạo lại cái da nữa. Cái này người ta đã trụng nước sôi, người ta cạo cái da sạch rồi, nhưng mà mình cũng phải cạo lại nó sạch lắm, cũng hết nhớt rồi. Đó, mình lấy cái da để chiều nay. Bây giờ mình ướp sơ khoảng một tiếng thì chút mình nướng để mình ăn tối, ăn dinner. Rồi sau khi mình rửa cá sạch sẽ với muối giấm mình lau khô rồi, xong rồi bây giờ mình ướp là cho bột nêm, một chút bột nêm, một chút tiêu, một chút bột hành, bữa này bột tỏi đó, mình rưới nó lên cho nó thơm. Mình sát nó lên da con cá luôn, cho ít thôi thì khoảng cho nó thơm cái mình con cá thôi. Bây giờ cái da nó khô rồi đó, cái này mua thêm, nãy đi mua thêm một con nữa, chợ này nó cá nó nhỏ quá. Bột tỏi, bột hành trong khi thời gian đó mình đặt cái mình reheat cái lò là 475 độ F. Này là bột củ hành onion powder, cái này là bột tỏi, mình đã cho muối, cho tiêu, giờ nó thơm cá lên rồi đó, cho tiêu vô. Nó cũng đơn giản thôi, mình không có cần ướp phải mặn lắm, ướp cho nó thấm với thịt con cá thôi. Cái này mấy cái tiêu này rất là tiện nha mọi người, mình ăn tới đâu mình xay tới đó. Đó, cái này xong rồi, quay nó lại, cái con này nó to rồi. Nó lại cái này mình cắt bỏ cái đầu đi. Canh giờ 50 phút. Trong thời gian đợi nướng cá thì ông xã rửa rau nè. Rau này là mình trồng ở trong vườn, ở ngoài vườn ngày hôm qua hái đó, là rau tí tô. Xà lách thì mua ở ngoài chợ. Hôm nay đi chợ Queen Farm, xà lách nó sale, xà lách đỏ bán có 58 cent một bó thôi à. Hôm bữa mua tới đồng mấy rồi, nãy mua thêm. Bây giờ mình rửa xong rồi, hành lá ở nhà trồng luôn nè, chút nữa mình làm mỡ hành. Đó, trồng quá chừng luôn.
ăn hành xong rồi cái đầu hành á mình ương xuống đó, nó ra. Bây giờ mình quay nước cho nó ráo lại. Bây giờ mình nướng mình làm nước sốt để mình quét lên cái da con cá đó. Cái này là dầu của tỏi phi, mình cho vô đây để mà mình trộn với cho hai muỗng rồi cho nước. Cái này là mật ong này, mình pha khoảng một muỗng canh mật ong. Thường mình giấm à, cho nên là một muỗng canh đó, khoảng một muỗng canh nước tương đó, mình quét lên cái mình con cá cho cái màu nó đẹp á. Cái này là cái nước sốt nè, mình trộn đều nó đi, nó ra cái màu rất là đẹp, cái vị nó ngọt mặn mà làm cho cái da con cá nó cũng bóng nữa. Cái nước nó sệt như vậy nè nha mọi người đó, nước tương coi như một muỗng canh nước tương, một muỗng canh dầu của tỏi phi, hành phi gì cũng được hết. Rồi, mỗi thứ một muỗng, coi như mật ong một muỗng canh, nước tương thì ở nhà ăn cái loại nước tương Maggi này đó. Rồi bây giờ mình chét nó lên với con cá để mở con cá ra xem coi. Hấp dẫn quá, nó sôi lên rồi nè. Sau khi còn cái này cũng gần 50 phút rồi đó, cá nó cũng gần chín rồi. Bây giờ mình chét nó lên. Chét lên thì cái màu nó sẽ đẹp hơn. Cái này nó nóng ghê á. Cái màu nó cũng đã vàng rồi, nhưng mà mình chét lên thì nó nhìn cái thịt con cá nó ướt, nó mướt hơn và nó vàng hơn, óng ánh hơn. Tại vì mình lúc ướt á, mình không có cho đường, không cho gì hết, nó chỉ là muối, bột tỏi, bột hành, tiêu, chút xíu muối thôi nha. Tại vì lúc mình rửa cá nó đã có muối rồi. Rồi cái con này thì nó to hơn nè. Cái thịt cá em nghĩ cũng sắp chín rồi đó. Một chút mình sẽ dặn lên là 500 độ. Thì sau khi mình chét cái này thì mình dặn lên 500 độ. Công nhận mình canh me hay quá ha. Vừa đủ luôn, vừa đủ nước sốt luôn nè. Lâu lâu làm lần cũng chuyên nghiệp, mình cũng canh vừa đúng luôn. Sau khi mình bỏ cái nước dầu ăn là mật ong với nước tương á, mình chét lên cái da cá. Bây giờ cái da nó đã vàng rồi, ở trên này cũng sắp sửa vàng rồi đó. Bây giờ mình bắt đầu mình chuyển nhiệt độ lên 500 độ để khoảng 10 phút mình canh thôi. Trời ơi, coi nè, hấp dẫn chưa nè, cá nó nổ nè. Hấp dẫn chưa? Thơm quá luôn. Cái này to phía dưới. Mày thay. Bây giờ bắt đầu nó vàng lòn lên rồi đó. Mình cho coi lên một chút xíu. Rồi là lửa ở phía trên đó. Đó, bây giờ con cá nhìn thấy nó cũng là màu đẹp. Con này nhìn cái màu đẹp luôn nè. Rồi bây giờ mình cho mỡ hành vô, hành phi vô nha. Đó, sau khi mình ướp, mình nướng một tiếng thì giờ nó thành phẩm đã là lò rồi nè.
Bây giờ mình cho mỡ hành vô. Hành lá này ở nhà trồng nè. Bây giờ mình cho nó vô, cho đậu phộng, cho hành phi. Thủ hành phi. Mọi người thấy hấp dẫn không? Cái màu rất là đẹp luôn. Cá tươi nướng, cái thịt nó chắc. Cho hành phi vô. Hành phi này ở nhà phi nè, phi mình để vô hũ, mình để dành mình ăn. Đóng cửa liền nha, mọi người vô. Hôm nay trời mưa, Cali trời mưa rồi, nóng quá, mấy bữa nay nóng quá. Mình để đậu phộng lên nữa là xong ha. Hello. Nhớ nhắc bà lấy cái túi mình xem lại ha. Đây, vô rồi. Nhìn rất là hấp dẫn. Rồi, bây giờ mình bưng qua bàn nha. Bây giờ lấy miếng cá nha. Cá nướng da giòn nha, mời cả nhà. Mời cả nhà. Cái miếng thịt này trắng tươi luôn ha, tươi. Cái miếng cá nó chắc ừ. Mười mấy ngàn người rít tới cái trang của mình, nhưng mà người được coi á. Kính trà giòn đó. Lắp cũng chưa. Ba con. Cái fish là cá tươi luôn nha. Ăn được không má? Ngon hả? Cá tươi không má, ngon má. Gấp cá cho má đi. Miếng cá bự ăn cho nó ngon, ăn ít cho bún thôi. Đúng rồi. Ok. Bún thì luộc ngon nè, nhìn nó. Đây luộc nè, đó. Mua gì ngoài tiệm đâu. Anh Lâm luộc bún nè, luộc bún rửa rau. Xong kiếm hộp bích. Ở nhà hàng phải có thợ phụ. Ok, xin mời cả nhà nha, thôi mình vô ăn đi, đói bụng rồi. Nó làm á. Caramel đói bụng rồi ơi. Ok, mời mời. Thì nó chiên rồi, nó giòn, nó không giòn. Cho nhiều quá nó bị loãng. Nhìn nhiều hơn cả. Cá nướng da giòn, tuyệt vời. Cho sầu riêng vô chè Thái nha. Ăn dessert sau khi mình ăn cá nướng rồi. Cắt ra sầu riêng ra. Sầu riêng này mình mua cái sầu riêng này rất là ngon nha mọi người. Cái hiệu này nè, Aroy. Nó đồng đá, coi như một bịch nó là một thao là 20 đồng. Được 3 muối á. Giờ múc ra ly ăn ha. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Có trái vải, trái nhãn, thạch dừa. Bữa nay quên mua cái trái thốt nốt à. Sầu riêng để hôm nay ăn cơm ăn được hả? Ra rồi, mùi ngon. Mà ăn không không hả? Cái này là trong đồ hộp hay là không? Cái này trong hộp thôi. Trong đồ hộp đúng không? Giờ bây giờ ăn sếp nha, ăn chè Thái đây. Ok, mời cả nhà.